Trong mắt của nhiều người, người có khí chất chính là người giàu có quyền thế, đi đến đâu cũng có người tán thưởng, hoặc là có tài ăn nói, những lời nói ra đều thuyết phục. Kỳ thực, một người có khí chất là người có nội tâm mạnh mẽ. Đây là một loại khí chất tao nhã, một loại tâm thái tự do thong dong, có được một loại năng lượng vô hình, khiến người khác cảm giác uy nghi mà không cần nói ra. Những người thực sự có khí chất mạnh mẽ thường có ba đặc điểm chung. Sau khi bị chế nhạo vẫn có thể nói chuyện một cách tao nhã. Tục ngữ có câu, một lời nói tốt sưởi ấm ba đông, nửa lời ác nghiệt lạnh sáu tháng ròng. Cách nói chuyện của một người thường cho thấy khí chất của người đó. Nếu lúc nào cũng thao thao bất tuyệt thì không những mất khí chất bản thân, mà còn bị coi là nói vớ vẩn, miệng quả đen. Nếu một người luôn nói năng thiếu suy nghĩ, không cẩn thận sẽ làm tổn thương người khác. Cho dù chỉ là lời nói vô tình không mang ác ý, nhưng thực sự sẽ khiến đối phương cảm thấy bị đả kích và đau khổ. Có một câu chuyện như vậy. Trong một buổi họp lớp, trong 9 người bạn cùng tham gia một bữa tiệc, có một người bạn đã dẫn vợ của mình cùng tham gia. Những buổi họp lớp như vậy không thể tránh được việc phải uống rượu. Mọi người khi đã uống vài chén thì lời nào cũng nói ra. Một bạn học nói rằng, trong lớp mình, nam là người sợ vợ nhất, không được uống rượu, về nhà lại còn bị bắt quỳ nữa. Tuy rằng, nam đúng thật là điển hình của người thường bị vợ lấn át, các bạn học đều biết, mọi người chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng lần này người bạn học này lại chạm trúng nỗi đau của nam, thực sự đã làm anh mất mặt trước mọi người. Thật không ngờ rằng, nam lại không hề bận tâm đến điều đó, mà còn chủ động nói về những chuyện ngày xưa giữa anh và người yêu. Ai cũng có thể thấy rằng tình cảm giữa vợ chồng nam vô cùng tốt, tuy rằng người vợ có chút đanh đá nhưng không phải là không có lý do. Mặt khác, những chuyện trong gia đình cô đều quán xuyến chu toàn, lại còn giỏi tiết kiệm. Có thể bình tâm nói chuyện được trong những tình huống như vậy, thực sự là thể hiện khí chất mạnh mẽ của một người. Những gì người khác nói không quan trọng. Bởi vì miệng của người khác, bạn thực sự không thể kiểm soát được. Bạn chỉ có thể quản lý tốt lời nói của mình mà thôi. Khi bạn luôn giữ được sự tao nhã trong lời nói thì đối phương sẽ cảm thấy xấu hổ và tự mất đi khí chất của mình. Người có khí chất mạnh mẽ thì lời nói tao nhã, không nhanh không chậm, không nói lời thô tục, không phàn nàn người khác, không kể khổ cho người khác. Trong lời nói có thước đo, có thể đo lương tâm của chính mình và người khác. Trải qua nhiều đau khổ vẫn có thể vững vàng tiến về phía trước. Tục ngữ có câu, cá lội ngược dòng cá mới sống, người vượt nghịch cảnh mới mong thành công. Điều này nói ra thì dễ nhưng làm thì lại vô cùng khó. Trên thực tế, nhiều người không thể làm được điều này. Khi thống khổ đến, có người giống như đà điểu chỉ biết vùi đầu vào cát mà không muốn đối mặt vượt qua. Sau khi chịu đựng đau khổ, luôn có một số người không bao giờ vựng dậy nổi sau thất bại, không bao giờ cố gắng nỗ lực làm việc nữa và cam chịu cho rằng số phận của họ là thất bại như vậy. Có nỗ lực đến đâu cũng đều vô ích cả thôi. Kỳ thực, những người có thể rèn mình trong đau khổ thì lại không có nhiều. Nếu bạn có được khả năng này, thì nội tâm của bạn thực sự rất mạnh mẽ và những câu chuyện của bạn cũng sẽ khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Vì nhà nghèo nên An đã không tiếp tục đến trường sau khi tốt nghiệp trung học. Cô đến thành phố để làm việc, nhưng vì trình độ học vấn quá thấp nên cô chỉ có thể làm công nhân bình thường trong nhà máy. Sau đó, An đã tiết kiệm được một số tiền bằng cách làm việc bán thời gian và đến một trường dạy nghề để học. Sau 2 năm, An nhận bằng tốt nghiệp nghề may. Sau đó, An làm việc trong một xưởng may mặc, khởi đầu là một công nhân bình thường rồi dần dần trở thành giám sát viên. Những tưởng cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ số tiền mà cô khó nhọc kiếm được đã bị người yêu lừa mất. Một thời gian sau, không những cô đã vượt qua được quá khứ tổn thương mà còn bước lên xe hoa hạnh phúc. Trên gương mặt cô không hề có sự buồn bã. Cô hiểu được rằng cần phải biết ơn cha mẹ mình, luôn tin vào tình yêu và tràn đầy niềm tin vào tương lai. Nỗi đau có lẽ chỉ làm cô thêm kiên cường và mạnh mẽ để tiến bước về phía trước mà thôi. Làm sao một người có thể không có tương lai, trừ khi bạn từ bỏ tương lai của mình? Những người dám đương đầu với thử thách, họ ngày càng trở nên dũng cảm hơn, trông bề ngoài có vẻ rất bình thường,
nhưng trái tim họ vô cùng mạnh mẽ. Những bước tiến vững chắc của họ sẽ là nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Có câu nói rằng, trong mệnh mà có cái đó thì cuối cùng cũng sẽ có, trong mệnh mà không có cái đó thì chớ cưỡng cầu. Nhiều người thích dùng câu này để ngụy biện cho sự yếu đuối của mình, cho rằng số phận đã sắp đặt cho họ cuộc sống như vậy rồi, có làm việc chăm chỉ cũng vô ích mà thôi. Trên thực tế, câu này nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta làm việc chăm chỉ thuận theo vận mệnh và phát triển theo quy luật tự nhiên, cuộc sống của bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nếu bạn không sợ thử thách, không ngại thất bại, có thể chịu đựng gian khổ và tiến về phía trước, bạn sẽ có khí chất mạnh mẽ và sống có tôn nghiêm. Giữa thăng trầm của cuộc đời vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh. Những người có khí chất lại không phải kiểu người ăn nói khôn khéo, khí thế áp đảo mà lại là những người điềm tĩnh, an định và luôn giữ được sự khiêm tốn. Như tục ngữ có câu, cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Chỉ những người không có gì trong đầu, cũng không có bất kỳ thành tích nào mới cố ý khoe khoang để đánh bóng bản thân lên mà thôi. Những người có năng lực thực sự thì vô cùng khiêm tốn. Họ luôn sẵn sàng học hỏi và chủ động xin ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân mình. Trong cuộc sống, đừng hoảng sợ hay bối rối. Hãy tích lũy sức mạnh khi bạn đang ở đáy và dám xuống dốc khi bạn đang ở đỉnh cao, để giữa thăng trầm cuộc đời bạn tôi luyện được khí chất mạnh mẽ, kiên cường. Một người có khí chất mạnh mẽ thực sự có một từ trường mạnh mẽ, có thể thu hút sự chú ý của người khác, có thể đồng hành cùng với những người có lý tưởng cao cả và có thể trở thành một vị lãnh đạo được mọi người kính trọng. Nam nhân đại trượng phu là hình mẫu mà người xưa rất coi trọng, hướng đến. Đó phải là một người có khả năng gánh vác, có giá trị, có sự tôn nghiêm và không để người khác vũ nhục. Người như vậy cần phải có được những loại khí khái dưới đây. 1. Chí khí. Đối với một người đàn ông mà nói, không có chí khí thì sự nghiệp không thành, cảnh nhà không thịnh. Cho nên, chí khí là điều vô cùng quan trọng. Cổ ngữ nói, nhân vô chí bất lập, ý nói người mà không có ý chí, chí hướng thì không thể đứng được ở đời. Khổng Tử cũng giảng, ba quân có thể bị mất đi chủ soái, nhưng ngay kẻ thất phu cũng không thể làm mất đi ý chí của mình. Mỗi người đều có những mục tiêu riêng, nhưng để đạt được mục tiêu ấy thì cần phải có ý chí. Người mà chí không mạnh thì trí tuệ sẽ không đạt. Hết thảy sự thành hay bại của sự nghiệp đều được quyết định bởi điều này. Không ít người đã lập được chí hướng cao xa, nhưng người có thể biến nó thành hiện thực thì phải có chí khí. Không bao giờ bỏ cuộc khi đối mặt với muôn vàn gian truân, dù trong hoàn cảnh sơn cùng thủy tận cũng không ngã lòng. 2. Khí lượng. Khí lượng là phẩm đức và tài trí dung nhân, dung sự. Trong cuộc sống, khó tránh khỏi những sự tình không như ý khiến cho người ta phải phiền lòng, nổi nóng. Đối mặt với những sự tình này cần phải có khí lượng đủ lớn. Nhìn chung, từ xưa đến nay, phàm là những người thành tựu được việc lớn, được lưu danh sử sách đều phải là những người có khí lượng rộng lớn. Nếu như không có khí lượng đủ lớn, Tư Mã Thiên sau khi bị cung hình sẽ không thể gánh nổi tủi nhục mà viết ra bộ sử ký có 102. Nếu không có khí lượng đủ lớn, Hoàng đế Đường Thái Tông không thể tiếp nhận được những lời can gián thẳng thắn của đại thần mà gây dựng nên thời đại hưng thịnh chinh quán chi trị. Nếu không có khí lượng đủ lớn, Việt Vương Câu Tiễn không thể chịu đựng được 10 năm đau khổ, đem quân đánh Ngô, xây dựng lại bá nghiệp. Đây đều là những tấm gương đại trượng phu ở đời. Những người khuyết thiếu khí lượng, không thể dung được ai, không thể dung được sự tình gì, thì cho dù tài trí có đủ cũng dễ dàng thất bại, thậm chí là trở thành trò cười cho thiên hạ. 3. Khí tiết. Khí tiết chính là phẩm chất có thể kiên trì chính nghĩa, đứng trước áp lực mà không bị khuất phục. Trên đường bị áp giải đến Yên Kinh, Văn Thiên Tường đã viết, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, xưa nay hỏi ai mà không chết, hãy để lòng son chiếu sử xanh. Câu thơ này đã trở thành một áng thơ ca bất hủ nghìn đời. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đã dùng quan to lộc hậu để dụ Văn Thiên Tường chiêu hàng, nhưng ông thà chết không chịu khuất phục. Mạnh Tử cũng viết về khí tiết, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất,
không bị cám dỗ bởi phú quý, nghèo túng không làm thay đổi tiết tháo, không bị khuất phục bởi quyền uy. Đây cũng chính là tiết tháo của người quân tử dù phú quý hay bần hàn. Còn trong lễ ký thì đưa ra quan điểm, lâm tài vật cầu đắc, lâm nan vật cầu miễn. Khi đối mặt với tiền tài đừng tùy tiện lấy, khi gặp phải nguy nan đừng tham sống sợ chết mà dễ dàng từ bỏ. Tinh thần khăng khăng chọn theo điều tốt, điều thiện này cũng chính là khí tiết. Tinh thần cao ngạo bất khuất không vì năm đấu gạo mà khom lưng của Đào Uyên Minh khi xưa cũng là khí tiết. Những người được xưng là nam nhân đại trượng phu thời xưa đều coi khí tiết là huyết mạch của con người. Một người mà mất đi khí tiết thì sẽ trở nên vô giá trị. Làm người phải có nhân cách độc lập, có chuẩn tắc của chính mình, có ý chí của chính mình, không a dua bỡ đỡ, không sa vào ham muốn hưởng lạc dục vọng vật chất mà đánh mất phẩm giá của mình. 4. Khí độ. Khí độ của một người thể hiện ở tấm lòng quảng đại và khí phách to lớn. Biểu hiện của khí độ trong cuộc sống chính là đối xử với mọi người một cách hào phóng mà thỏa đáng. Thái độ làm người khiêm tốn giản dị mà không giả tạo khoa trương. Quang minh lỗi lạc không che giấu tội lỗi của mình. Thủ vững sự cao quý của tâm linh, không bị mê hoặc bởi cám dỗ xã hội. Một người đàn ông có tấm lòng quảng đại và độ lượng sẽ luôn hòa nhã và đoàn kết được mọi người. Cũng từ tâm thái đó mà họ có được một thể chất, tinh thần vui vẻ, tráng kiện. Một người có khí phách và lòng can đảm sẽ gặp biến mà không sợ, lâm nguy mà không hoảng. Họ có thể dùng ý chí kiên trì không lay động của mình để thành tựu chính mình, đồng thời cũng truyền được cảm hứng và cảm hóa được người khác. Nếu như Hàn Tín không có được khí độ chịu nhục chui háng mà tuốt kiếm tương đấu với kẻ vô lại kia thì rất có thể ông sẽ không là đại tướng quân của Lưu Bang, giúp nhà Hán lập nên nghiệp đế. Cho nên, một người muốn thành tựu được nghiệp lớn thì nhất định phải dưỡng được đại khí độ. 5. Khí chất. Khí chất là phong cách, đặc trưng tương đối ổn định của một người. Nó không thể ngụy trang mà ra được, nó cần phải được tu luyện mà thành. Khí chất không phải trang sức bên ngoài mà là ý vị ở bên trong toát ra ngoài. Sự vững vàng kiên nghị của đàn ông là khí chất, sự ôn nhu lương thiện của người phụ nữ cũng là khí chất. Kiến thức và kinh nghiệm có thể chuyển hóa thành khí chất. Tính cách cởi mở, tự nhiên phóng khoáng thể hiện ra một loại khí chất của trí tuệ. Tính cách nhu thuận, ôn tồn lễ độ thể hiện ra khí chất thanh cao. Tính cách khoát đạt, phong cách hào phóng thể hiện ra khí chất thẳng thắn. Tính cách vững vàng, không chịu khuất phục thể hiện ra khí chất kiên nghị. Tính cách ôn hòa, phong thái lễ độ thể hiện ra khí chất điềm tĩnh. Vô luận là trí tuệ, sự thanh cao hay thẳng thắn, kiên nghị, điềm tĩnh đều có thể khiến người khác sinh ra một mỹ cảm nhất định. Mỹ cảm chính là một loại biểu hiện bên ngoài của khí chất, chính là người có phẩm chất tốt, có tính tu dưỡng cao, người đáng tin cậy, đáng kính trọng, một nam nhân đại trượng phu. Khí chất của một người là sự tồn tại vô hình, được phản ánh thông qua tinh thần, cách giao tiếp, cách ứng xử, đi đứng và đối nhân xử thế. Mỗi người đều có khí chất khác nhau. Có người lúc nào cũng toát ra khí chất, sức hấp dẫn mạnh mẽ. Chỉ cần xuất hiện trong đám đông, họ có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Khí chất chính là một loại sức hút vô hình toát ra từ nội tâm và phong thái. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, đặc biệt là khi giao tiếp với người lạ, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Điều này cũng khiến nhiều người hiểu lầm về khí chất. Nhiều người đều liên tưởng khí chất, sức hút của một người do ngoại hình, chiều cao, gu ăn mặc, quyết định. Nhưng trên thực tế, khí chất, sức hút của một người thể hiện ở thế giới nội tâm phong phú. Đặc biệt, một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, bản lĩnh, có sức hút thường sở hữu 4 đặc điểm này. 1. Thái độ tự tin với cuộc sống. Thái độ tự tin đối với cuộc sống có thể nâng cao cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống của một cá nhân, đồng thời cũng có thể giúp con người nâng cao sức hấp dẫn của bản thân. Đây thực chất là một loại khí chất. Nhà tâm lý học nổi tiếng Bandura từng lý thuyết về sự tự tin và năng lực bản thân. Tự tin về năng lực của bản thân là một yếu tố quan trọng trong việc xác định sự thành công cá nhân và sự thích ứng trong cuộc sống. Đối với tất cả mọi người, thái độ tự tin đối với cuộc sống rất quan trọng.
Điều này không chỉ có thể nâng cao nhiệt huyết sống của cá nhân mà còn giúp con người giữ được tâm trí bình tĩnh, duy trì thái độ lý trí và có khả năng đưa ra quyết định trong nghịch cảnh. Dù trong cuộc sống hay công việc, hầu hết mọi người đều thích kết giao với những người lý trí, khách quan và tích cực, tự tin. Đặc biệt, với những người đàn ông luôn thể hiện sự tự tin, toàn bộ bề ngoài của họ cũng sẽ toát ra khí chất mạnh mẽ. Thái độ tự tin với cuộc sống sẽ khiến họ tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình. Phần lớn những người này đều là những nhà lãnh đạo hoặc những người tiên phong. Sự tự tin và tinh thần mạo hiểm mạnh mẽ đã góp phần tạo nên thành công của họ. Một người đàn ông tự tin sẽ có sức hấp dẫn với người khác. Không dễ để tin tưởng vào bản thân bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì vậy mọi người có thể đưa ra những gợi ý tích cực thích hợp, duy trì thái độ tự tin và đối mặt với mọi vấn đề một cách dễ dàng. 2. Có thành tựu. Thành tích, giá trị mà một người tạo ra không chỉ thể hiện qua một số điều kiện vật chất bên ngoài, chẳng hạn như sự giàu có, địa vị, quyền lực. Nhiều người lầm tưởng sự hấp dẫn được tạo ra bởi những yếu tố bên ngoài này, cho rằng người đàn ông giàu có nhất định phải có khí chất mạnh mẽ. Tuy nhiên cách hiểu này chưa khách quan và toàn diện. Trên thực tế, thành tựu của một người đàn ông được đúc kết, tích lũy từ những giá trị, kết quả ấn tượng mà họ tạo ra trong một khoảng thời gian dài. So với những thành tựu và giá trị này, tài sản, vị trí xã hội và quyền lực đều trở thành các điều kiện phụ thuộc. Khả năng của họ làm nên điều kiện bên ngoài này. 3. Kiến thức sâu rộng. Tư duy học tập suốt đời có thể giúp một người nâng cao giá trị bản thân và đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc sống. Một người đàn ông có kiến thức sâu rộng, uyên thâm sẽ thể hiện được khí chất mạnh mẽ, sự cuốn hút nhất định. Kiến thức không chỉ bao gồm kiến thức chuyên ngành và không chỉ giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể. Điều này bao gồm cả sự nhạy bén trong cuộc sống và sự tò mò với những điều mới mẻ. Luôn duy trì tinh thần học hỏi có thể khiến một người đàn ông nổi bật giữa đám đông. Có một lượng kiến thức đa dạng có thể giúp họ tương tác xã hội tốt hơn và nhanh chóng thích nghi với nhiều chủ đề, môi trường khác nhau. Nhà tâm lý học nổi tiếng Brown đã chỉ ra sự khác biệt về lượng kiến thức dự trữ và giá trị mà các cá nhân mang lại có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của một người và có thể rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và người khác một cách hiệu quả. Chúng ta luôn phải tham gia các hoạt động xã hội và giao tiếp với mọi người. Có một khối kiến thức phong phú mới có thể giúp chúng ta giao tiếp, thảo luận hiệu quả. Khí chất, sự cuốn hút mà một người đàn ông thể hiện ra có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. Những người đàn ông tập trung phát triển năng lực, kiến thức của chính mình, tự tin vào bản thân có thể toát ra khí chất mạnh mẽ từ trong ra ngoài và có một tác động tích đến cách nhìn nhận của người xung quanh về họ. Nhắc đến hai chữ đời người, đó chính là tóm gọn của quá trình từ ngây thơ đến trưởng thành, từ thiếu kiến thức đến giàu kinh nghiệm, từ sống phô trương đến nội hàm, từ dễ xúc động đến bình thản. Tất cả những gì mà chúng ta từng trải qua, dù là tốt hay xấu, cũng đều khiến cho chúng ta không ngừng nâng cao kinh nghiệm và cảnh giới sống của bản thân, để cuộc sống của chúng trở nên phong phú hơn. Du Gu Oping từng nói, sứ mệnh của mỗi người chính là nắm chặt vận mệnh của chính mình và làm ổn định đời sống tâm hồn của bản thân. Cảnh giới tốt nhất của đời người chính là sự yên tĩnh đầy phong phú. Mà muốn đạt tới cảnh giới đó, chúng ta cần làm được 4 điều: khổ không than, sướng không khoe, mất không tiếc, nguy không loạn. Khổ không than là một loại tu luyện tâm tính. Trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng: đừng bao giờ kể khổ với bất kỳ ai, vì 80% số người nghe đều không quan tâm, 20% còn lại chỉ lấy làm trò cười. Nghe qua câu nói này có vẻ rất tuyệt tình, nhưng nó lại cho chúng ta biết một sự thật. Kể khổ cũng có giới hạn, đồng tình cũng có thời hạn. Khi đối mặt với đau khổ, có rất ít người thật lòng muốn đi tìm hiểu hết nỗi khổ của bạn. Do đó, khổ mà không than mới là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Người trưởng thành nên có một trái tim thật kiên cường và mạnh mẽ, đủ sâu sắc để cất giữ một vài chuyện riêng hay bí mật nào đó. Nếu chúng ta sống nông cạn như một cái dĩa, nghĩ cái gì cũng bày ra trên mặt, có chút buồn khổ cũng không kiềm chế được mà nói cho cả thiên hạ biết,
vậy chắc chắn chỉ khiến nỗi khổ nâng lên gấp trăm ngàn lần. Cuộc sống cứ 10 chuyện đã có đến 8, 9 chuyện không được như ý. Đối với người trí tuệ, họ xem nhẹ nỗi khổ, mà cố gắng nắm bắt 1, 2 phần như ý kia. Ngược lại, những người cố chấp chỉ biết sống chết trong sự bất hạnh của họ. Không than khổ không phải vì muốn chúng ta tự kìm nén cảm xúc bản thân, mà vì muốn chúng ta sớm ngày xem thấu hồng trần. Đó là đại biểu của một loại trí tuệ gọi là không đấu tranh vô ích, cũng là một loại dũng cảm mang tên dám đối đầu với đau khổ. Khổ không than không phải vì yếu đuối, chuyện gì cũng cắn răng nhận thiệt thòi vào mình, mà là ít than vãn, học cách buông bỏ những đau khổ không cần thiết. Rồi đến một ngày nào đó, bạn nhất định sẽ phải cảm ơn sự kiên trì đến cùng của chính mình đã khiến bản thân không bị cái khổ đánh bại, mà có thể thờ ơ đối mặt với nó. Khổ không than chính là cách để chúng ta có thể im lặng lột xác, đợi thời cơ đến, bản thân sẽ trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất. Sướng không khoe là một loại trí tuệ trầm mặc. Hoa nở một nửa khiến người ta tò mò, rượu say một chút để bảo trì sáng suốt. Là người nên biết sống khiêm tốn, điệu thấp chính mình, giấu bớt ánh hào quang, đừng để bản thân sống quá chói mắt. Đây cũng là một dạng trí tuệ. Sướng không khoe không phải ý nói rằng vui mừng không được chia sẻ, mà muốn khuyên răn chúng ta đừng để cái vui của mình ảnh hưởng đến niềm vui của người khác. So với những người tự mãn, thích ăn miếng trả miếng, những người sống điệu thấp thế này có thể dễ dàng kiềm chế tính cách của bản thân, khiến họ không nói lời khó nghe gây tổn thương cho người khác. Bất kể họ đang đối mặt với những tin đồn xấu xa hay lời nói ác ý thế nào đi nữa, họ vẫn có thể bình tâm, cư xử có chừng mực. Cuộc sống trước giờ đều là một cuộc thi trí tuệ đầy cam go. Muốn thành công vượt qua mọi chuyện, trước hết là nên quản tốt cái miệng của chính mình. Mất không tiếc là một loại xem nhẹ sáng suốt. Vườn hoa dù bừa bộn cũng có người ghé, mảnh đất dù cỏ xanh ngăn nắp cũng chẳng ai tìm. Mặc dù vật phía trước có hơi hỗn loạn, nhưng vì cảnh sắc xinh đẹp của nó, người ta liền dễ dàng bị mê hoặc. Ngược lại, cỏ dại chỉ là vật tầm thường, không giá trị, làm thế nào cũng không thể khiến người khác ghé mắt nhìn sang. Những chuyện trên thế giới này có lẽ cũng tương tự như vậy. Chúng ta thường bởi vì đi quá nhanh, quá xa, mà dễ dàng lạc vào thế giới đầy phức tạp, tự mình đắm chìm trong đó rồi quên đi nơi chúng ta xuất phát, lý do tại sao bắt đầu. Trang Tử có câu nói thế này: phòng trống thì sáng, cát tường dừng lại. Một căn phòng để trống mới để lộ sự rộng rãi, thoáng đãng và sáng sủa của nó. Nếu căn phòng chất đầy đồ đạc, sẽ không còn chỗ để ánh sáng lọt vào nữa. Tâm trí con người cũng như vậy. Nếu chúng ta có thể vứt bỏ hết những tạp niệm, rác rưởi trong tâm trí, quét sạch bụi mù, thì trái tim sẽ tràn ngập ánh sáng. Kết quả đương nhiên là thanh thản và tỉnh táo hơn trước. Nhân sinh trên đời này, ai sớm hiểu buông bỏ phồn hoa, không níu kéo những bận rộn vô nghĩa, im lặng lắng nghe âm thanh từ sâu thẳm trong tâm hồn, người đó sẽ sớm đạt được hạnh phúc chân chính trên đời. Trong một đời hạn hẹp này, người ta không thể lúc nào cũng để danh và lợi, tiền bạc và địa vị chiếm hết chỗ trong tâm trí mình. Ai vì nó mà bỏ qua gia đình, hạnh phúc, sức khỏe, quả là một sự thiếu sót và đáng tiếc lớn. Khi tâm mệt mỏi, hãy cho nó một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, bình tĩnh và sáng suốt trở lại. Có như thế bạn mới không tự đánh mất chính mình, qua đó dễ dàng chấp nhận từ bỏ những thứ dư thừa, không đáng bận tâm. Nguy không loạn là một loại thân tâm kiên cường. Gặp nguy không loạn là phản ứng cần có đầu tiên của người muốn làm nên chuyện lớn. Dù chuyện có khẩn cấp hay đột ngột đến đâu, bạn càng ít hoảng loạn, càng dễ khống chế tình hình. Sợ hãi là điều không cần thiết, bởi dù sợ cũng không thể tránh khỏi. Thế nên thay vì hèn nhát trốn tránh hoặc hoảng sợ, cách tốt nhất vẫn là bình tĩnh, tập trung suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Muốn thành công và có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau này, cách tốt nhất là nên cố gắng đạt được 4 cảnh giới này ngay từ bây giờ. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là có thể biết được rằng mình sống để làm gì.
như một người khi đã lựa chọn được con đường đi, mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mà lại không kiên định thì thật khó để đi đến đích. Kiên nhẫn, kiên định là phẩm chất của một người có khí phách. Nhắc tới từ kiên định, thông thường người ta sẽ liên tưởng đến cảnh một ai đó đang cố gắng thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn cùng của bản thân, hay đang cố gắng vượt qua gian khổ hoàn thành một công việc, một sự nghiệp nào đó. Nhưng trong cuộc sống đời thường, loại khí phách này có rất nhiều biểu hiện vừa tinh tế lại vừa kỳ diệu. Một người kiên định thường có những biểu hiện dưới đây. 1. Thường soi xét lại mình. Đứng trước mọi việc đều tự xét lại mình, tìm nguyên nhân ở bản thân. Người kiên nhẫn, kiên định khi gặp phải vấn đề sẽ không bao giờ đi trách tội người khác, thoái thác trách nhiệm. Họ luôn bồi dưỡng cho bản thân một loại ý thức mạnh mẽ, chính là tự mình gánh chịu trách nhiệm. Điều này có thể khiến họ tự mình giải quyết được vấn đề mà không rơi vào vũng bùn tuyệt vọng và chỉ biết oán trách người khác. 2. Không bao giờ oán hận. Một người bình thường sẽ luôn vì những việc không hài lòng mà phát tiết cáu giận bực tức, thậm chí oán hận người khác. Nhưng người có khí phách sẽ hiểu rõ rằng oán hận là vô ích. 3. Có khả năng lĩnh ngộ. Một người muốn đi qua được những lúc sóng to gió lớn hay lúc hiểm nghèo thì thực sự phải hiểu rõ và tin tưởng vào bản thân mình, lại càng cần phải ngày càng hiểu rõ con đường mà mình đi. Người kiên nhẫn, kiên định sẽ luôn có thói quen bồi dưỡng năng lực lĩnh ngộ của bản thân. 4. Tiếp nhận được giới hạn, thiếu sót của bản thân. Mấu chốt của khí phách và lòng can đảm, mấu chốt của sự hiểu biết chính là tiếp nhận được sự không hoàn mỹ cũng như giới hạn của bản thân mình. Người thông minh sẽ hiểu rõ và tiếp nhận được những thiếu sót và sở trường của bản thân mình, từ đó mà thích ứng được với mọi hoàn cảnh chấm năm. Không so sánh bản thân với người khác. Mỗi người, trong nội tâm đều có những điều phải suy nghĩ, phải đấu tranh, vật lộn và mỗi người cũng sẽ có những định nghĩa khác nhau về sự thành công và về ý nghĩa của cuộc đời. Hơn nữa, điều kiện hoàn cảnh, mục đích sống của mỗi người lại có sự khác biệt. Cho nên lấy người khác làm thước đo cho bản thân mình thì chẳng những phí công vô ích mà còn làm hại bản thân mình. 6. Không để bản thân rơi vào trầm luân. Người kiên nhẫn, kiên định hiểu được mục đích của con đường mình đã chọn, hiểu được ý nghĩa của những việc mình làm cho nên họ không dễ dàng buông thả bản thân, để bản thân rơi vào trạng thái trầm luân, không vực dậy được. Khi gặp cảnh khó khăn, gian nan thử thách, những khảo nghiệm trong cuộc đời, họ có thể đối mặt với chúng mà nở một nụ cười rồi bước đi tiếp. 7. Không tính toán so đo quá nhiều. Người kiên nhẫn, kiên định hiểu được rằng mọi việc trong cuộc sống không thể mãi tính toán so đo mà ra được, bởi vì khó có thể biết trước được tường tận điều gì. Cho nên họ chỉ một mực kiên nhẫn, kiên định. Họ tin rằng có tín niệm thì sẽ thành công. Họ không cố chấp vào những so đo ấy để khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi thì bị suy sụp mà ngã xuống. Nếu một người đã lựa chọn được con đường đi đúng đắn cho bản thân mình, hay đang bước đi trên con đường ấy rồi thì nên kiên nhẫn, kiên định. Làm được vậy thì người ấy nhất định sẽ đi được đến cuối đường, không dễ dàng dừng lại giữa đường để phải thấy hối tiếc trong tương lai. Khí phách của một người đàn ông là khí chất, là những gì biểu hiện ra ngoài của nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tố chất của người ấy. Nó đòi hỏi phải trải qua rèn luyện, tích lũy dần trong cuộc sống hàng ngày mà có được. Đối với một người đàn ông mà nói, khí phách vô cùng quan trọng. Nó không chỉ thể hiện trí tuệ, mức độ tu dưỡng, cách đối nhân xử thế mà còn phân biệt họ với người khác. Một người đàn ông có thể gánh vác được gia đình, gây dựng được sự nghiệp lớn thì không thể là người khuyết thiếu khí phách. Nhẫn nhịn, điềm tĩnh. Muốn trở thành người có khí phách thì trước tiên phải có tâm nhẫn nhịn, giữ được sự điềm tĩnh và vững vàng trong tâm. Trong cuộc sống, người có khí phách không dễ dàng tùy tiện để lộ cảm xúc của bản thân, cũng không bộc phát làm tổn thương người khác. Họ cũng không tùy tiện than phiền về khó khăn và cảnh ngộ của mình. Trước khi hỏi ý kiến người khác về một chuyện gì đó, họ sẽ suy nghĩ thấu đáo. Đặc biệt, người đàn ông có khí phách thường không phàn nàn hay cằn nhằn với người khác về sự bất mãn của mình, ngay cả với bạn bè và người thân. Họ hiểu rằng một người đàn ông cần phải nhẫn được cả những điều mà người khác khó nhẫn, tiếp nhận được cả những điều người khác khó chấp nhận. Khi có chuyện quan trọng,
liên quan đến lợi ích của nhiều người, họ luôn cố gắng bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định. Đây là những cách hành xử của một người có khí phách. Thận trọng, tỉ mỉ. Một người đàn ông có khí phách còn cần phải có tính cách thận trọng, tỉ mỉ. Cổ nhân nói, không quên tiểu tiết mới thành được đại sự. Rất nhiều khi việc đại sự không thành chỉ vì một chi tiết rất nhỏ. Để tu dưỡng đức tính thận trọng cần phải biết suy nghĩ về mối quan hệ nhân quả của những sự việc xảy ra xung quanh. Với những vấn đề bản thân không làm được, cần tìm ra nguyên nhân căn bản. Với phương pháp làm việc quen thuộc cần phải có sự cải tiến. Làm việc gì cũng phải hình thành thói quen làm theo trình tự trước sau. Lúc nào cũng phải bù đắp, sửa chữa những thiếu sót của bản thân mình. Can đảm, dám chịu trách nhiệm. Một người đàn ông có khí phách phải là người can đảm, không dễ dàng từ bỏ việc mình đang làm. Khi tranh luận với người khác cần phải có ý kiến riêng của mình. Làm bất cứ việc gì cũng phải chú tâm làm hết khả năng của mình, dám chịu trách nhiệm với việc mình làm. Bậc quân tử khi gặp người tài đức sẽ cố gắng học hỏi để trở thành người như họ. Không có gì phải sợ hãi, luôn duy trì nhân cách và lòng tự trọng của bản thân. Khiêm nhường. Khí phách là một dạng khiêm nhường. Người có khí phách hơn người dù tài hoa nhưng vẫn khiêm nhường, nguyện ý ở thấp hơn người khác. Trái lại, những người ít học, khuyết thiếu tài năng thường hay khoe khoang, thể hiện bản thân. Cổ nhân nói, trong ba người đi cùng ắt sẽ có người là thầy của ta, cho nên không nên xem thường người khác. Nên nhìn người khác để thấy hạn chế của mình, không sùng bái bất kỳ ai nhưng luôn học hỏi những điểm mạnh của người khác. Khoan dung, đại lượng. Một người đàn ông được xem là có khí phách hơn người không thể là người hẹp hòi, có tấm lòng nhỏ mọn, mà phải là người có tấm lòng khoan dung, đại lượng. Người ấy không bao giờ vì sự đố kỵ hay lợi ích của bản thân mà biến bạn thành đối thủ của mình. Trái lại, họ có thể biến kẻ thù thành bạn. Cổ nhân nói, nhân vô thập toàn, ai cũng có lỗi lầm. Cho nên, với những sai lầm nhỏ của người khác thì không nên truy cứu đến cùng. Có thể bỏ qua được thì sớm bỏ qua, tâm thái mới nhẹ nhàng. Không được có ý ngạo mạn và coi mình là trung tâm, là quan trọng nhất. Chân thành, giữ chữ tín. Đối với bất kỳ ai, tấm lòng chân thành là rất quan trọng. Người đàn ông có khí phách hiểu được rằng những việc không làm được thì không tùy tiện hứa hẹn, tùy tiện nói suông, mà đã nói ra rồi thì phải nỗ lực làm đến cùng. Thành thực là nguyên tắc cơ bản của làm người, cũng là cái gốc để có được sự tín nhiệm của người khác. Những người nói thao thao bất tuyệt mà không giữ lời, dẫu có thể lừa gạt người khác, thậm chí nhất thời đắc ý, nhưng chẳng thể bền lâu được, càng không thể nói đó là người có khí phách được. Không phải một người ngay khi sinh ra đã có khí phách, nó đòi hỏi phải trải qua rèn luyện, tích lũy dần trong cuộc sống hàng ngày mà thành. Nó là một dạng nhận thức của con người trong việc đối nhân xử thế, bộc lộ tự nhiên, không phải hóa trang mà ra được. Cho nên, để có được khí phách là rất khó, nhưng nếu để tâm tu dưỡng, chúng ta nhất định sẽ có được thành tựu.